năm 1998 để đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của hàng triệu người Việt tại hải ngoại. Apple Telecom, tiền thân của công ty điện thoại V247, đã ra đời và phân phối phone call đến nhiều cơ sở thương mại của người Việt trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Đây là giai đoạn công nghệ thông tin còn đang trên đường phát triển, cho nên việc kết nối không được tốt đẹp lắm. Để cho các cuộc điện thoại được kết nối một cách thông suốt và rõ ràng, V247 Telecom đã mạnh dạn đầu tư vào hệ thống server cũng như đường truyền chất lượng cao và phát triển hệ thống phân phối ở tất cả những nơi có người Việt, bao gồm cả Canada. Bằng chất lượng và uy tín, V247 đã được khách hàng tín dụng và theo thống kê thì V247 có trên 70% thị phần điện thoại viễn liên tại hải ngoại. Bên cạnh đó, năm 2013, V247 trở thành công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động đầu tiên của người Việt tại hải ngoại. Tiến sang một lĩnh vực khác, với phương châm giúp khách hàng tiết kiệm tối đa trong mọi dịch vụ chúng tôi cung cấp. Trong đó, điện lực là một nhu cầu tất yếu và đang trong quá trình giảm bớt sự độc quyền ở hầu hết các tiểu bang của Hoa Kỳ. Vào đầu năm 2013, V247 đã tiên phong phát triển sang lĩnh vực điện lực ở tiểu bang Texas. V247 Power không những phục vụ cho cộng đồng người Việt mà còn phát triển sang các cộng đồng khác và trở thành công ty cung cấp điện đầu tiên của người Việt tại hải ngoại. Tất cả sự phát triển mạnh mẽ của V247 Enterprise cũng không nằm ngoài mục đích là nhằm mang đến sự tiện lợi, nhu cầu trao đổi thông tin ngày càng cao của người Việt Nam. Và chính vì lẽ đó mà V247 luôn là sự lựa chọn đúng nhất.